Giải trí miền Tây chào mừng cô chú, các anh chị và các bạn đã quay trở lại. Chúc cô chú, các anh chị và các bạn xem video vui vẻ, sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Nếu cô chú, các anh chị và các bạn là người mới đến xem Giá Lúa Gạo hôm nay, nhớ để lại một lượt đăng ký, một lượt like, ấn vào cái chuông để cô chú, các anh chị và các bạn luôn là người đầu tiên nhận được video sớm nhất mỗi khi Giải trí miền Tây phát hành video mới. Bản tin Giá Lúa Gạo hôm nay thứ Bảy ngày 8 tháng 6 năm 2024. Để ngăn chặn tình trạng đại hạ giá gạo bằng cách nào? Việc một số doanh nghiệp đại hạ giá gạo khi bán cho đối tác nước ngoài được nhận định đang ảnh hưởng đến thị trường chung, nhưng chặn bằng cách nào thì không đơn giản. Sau đại hạ giá gạo Việt tiếp tục giảm, tính đến ngày 31 tháng 5, theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam VFA, gạo 5% tấm của Việt Nam tiếp tục giảm 4% xuống mức 574 USD trên tấn. Nếu tính từ ngày 20 tháng 5, thời điểm trước ngày Indonesia công bố kết quả thầu tháng 5 mà hai doanh nghiệp Việt Nam đã bỏ thầu với mức giá rất thấp, giá gạo giảm tổng cộng 13 USD trên tấn. Trong khi đó, giá gạo 5% tấm của Thái Lan vẫn ổn định ở mốc 649 USD trên tấn kể từ ngày 15 tháng 5 đến nay. Việc sụt giảm của gạo Việt vốn luôn ở vị trí dẫn đầu về giá suốt thời gian có thể đã bị tác động một phần từ việc đại hạ giá đang gây xôn xao dư luận hiện nay. Thực tế, 10 năm trước, để tránh tình trạng phá giá cũng như cạnh tranh không lành mạnh giữa các doanh nghiệp, theo ông Phạm Thế Bình, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ Cao Trung An, thành phố Cần Thơ xác nhận việc doanh nghiệp trong nước cạnh tranh nhau thiếu lành mạnh khiến giá gạo Việt Nam đang đi xuống. Không chỉ gạo trắng 5% tấm mà các loại gạo thơm cũng vậy. Các loại gạo chất lượng cao của Việt Nam cũng ép giá. Quyền của các doanh nghiệp có thể được đảm bảo, nhưng lợi ích chung của ngành thì đang bị ảnh hưởng. Vì vậy, nên nói thẳng, đồng quan điểm với một thành viên ban chấp hành khác của VFA khẳng định, nếu không có việc bán gạo rẻ cho Indonesia vừa qua, có thể giá gạo bình quân của Việt Nam vẫn đang giữ ở mức 600 USD trên tấn. Hiện nay, nhu cầu tiêu thụ gạo của thế giới vẫn tăng, đặc biệt là các thị trường như Philippines, Indonesia. Tình hình giá lúa gạo trong nước hôm nay, ngay tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long, giá lúa đi ngang, giá gạo nguyên liệu tiếp tục tăng 150 đồng, riêng giá gạo thành phẩm giảm. Xu hướng tăng với gạo nguyên liệu, riêng gạo thành phẩm giảm nhẹ, giá lúa ổn định. Riêng với mặt hàng nếp có điều chỉnh giảm nhẹ, với nếp đùm 3 tháng giá 8.800 đến 9.000 đồng trên 1 kg. Trên thị trường lúa hôm nay giá đi ngang, cập nhật từ Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh An Giang. Trên thị trường xuất khẩu hôm nay, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục duy trì ổn định. Cũng theo VFA, gần đây thị trường lương thực toàn cầu có khởi sắc hơn về giá. Theo đó, giá gạo tiêu chuẩn 5% tấm của Thái Lan gần đây đã tăng mạnh trở lại và hiện nay đã qua mốc 600 USD trên tấn. Đối với giá gạo nguyên liệu hôm nay, IR504 10.050 đến 11.150 đồng trên 1 kg, tăng 150 đồng trên 1 kg. Gạo thành phẩm IR504 13.050 đến 13.150 đồng trên 1 kg. Đối với giá lúa như sau: giá lúa ở Kiên Giang ST21 khô 9.400 đến 10.500 đồng trên 1 kg. IR504 tươi 7.700 đến 8.000 đồng trên 1 kg. Đại thơm 8 tươi 8.300 đến 8.600 đồng trên 1 kg. OM18 tươi 8.300 đến 8.600 đồng trên 1 kg. OM5451 tươi 7.700 đến 8.000 đồng trên 1 kg. Nàng hoa chín tươi 7.800 đến 8.000 đồng trên 1 kg. VD20 tươi 8.300 đến 8.600 đồng trên 1 kg. Tài nguyên tươi 7.600 đến 8.000 đồng trên 1 kg. Nếp tươi 8.000 đến 8.300 đồng trên 1 kg. RVT khô 8.300 đến 8.600 đồng trên 1 kg. Lúa Nhật tươi 7.900 đến 8.100 đồng trên 1 kg. Jasmine tươi 7.800 đến 8.000 đồng trên 1 kg. Giá lúa tại An Giang, OM5451 tươi 7.600 đến 7.700 đồng trên 1 kg. Nàng hoa chín tươi 7.600 đến 7.800 đồng trên 1 kg. Đại thơm 8 tươi 7.900 đến 8.200 đồng trên 1 kg. OM18 tươi 7.900 đến 8.200 đồng trên 1 kg. IR504 tươi 7.700 đến 7.900 đồng trên 1 kg. ML202 tươi 7.500 đến 7.900 đồng trên 1 kg. Lúa Nhật tươi 7.700 đến 8.000 đồng trên 1 kg. Nếp tươi 8.100 đến 8.400 đồng trên 1 kg. Tiếp theo là tình hình giá lúa tại Cà Mau và Bạc Liêu.
OM 34 tươi 7.700 đến 8.000 đồng trên 1 kg. OM 5451 tươi 7.700 đến 8.000 đồng trên 1 kg. OM 18 tươi 8.300 đến 8.600 đồng trên 1 kg. RVT tươi 8.300 đến 8.600 đồng trên 1 kg. Đại thông 8 tươi 8.300 đến 8.600 đồng trên 1 kg. ST21 khô 9.400 đến 10.500 đồng trên 1 kg. IR504 tươi 7.700 đến 8.000 đồng trên 1 kg. Lúa nàng hoa chín tươi 7.800 đến 8.000 đồng trên 1 kg. RVT tươi 8.300 đến 8.600 đồng trên 1 kg. ST24, ST25 9.400 đến 10.500 đồng trên 1 kg. OM380 tươi 7.800 đến 8.100 đồng trên 1 kg. Giá lúa tại Sóc Trăng và Tiền Giang. IR50404 tươi 7.800 đến 8.000 đồng 1 kg. OM18 tươi 7.900 đến 8.300 đồng trên 1 kg. OM380 tươi 7.800 đến 8.000 đồng 1 kg. OM34 tươi 7.700 đến 7.900 đồng 1 kg. Đại thơm 8 tươi 7.900 đến 8.300 đồng trên 1 kg. OM5451 tươi 7.700 đến 7.900 đồng trên 1 kg. BL202 tươi 7.600 đến 7.800 đồng trên 1 kg. RVT tươi 8.300 đến 8.500 đồng trên 1 kg. Lúa Nhật tươi 7.800 đến 8.100 đồng trên 1 kg. ST24, ST25 khô 9.800 đến 10.300 đồng trên 1 kg. Nàng hoa tươi 7.700 đến 7.900 đồng trên 1 kg. Giá lúa tại Trà Vinh và Vĩnh Long. IR50404 tươi 7.900 đến 8.100 đồng 1 kg. OM18 7.900 đến 8.400 đồng 1 kg. OM5451 tươi 7.800 đến 7.900 đồng 1 kg. Japonica tươi 7.800 đến 8.000 đồng 1 kg. OM380 tươi 7.800 đến 8.000 đồng 1 kg. Lúa Nhật tươi 7.700 đến 8.000 đồng 1 kg. Nàng hoa tươi 7.800 đến 8.000 đồng 1 kg. Tiếp theo tình hình giá lúa tại Cần Thơ và Hậu Giang. IR50404 tươi 7.900 đến 8.100 đồng 1 kg. OM18 tươi 7.900 đến 8.400 đồng 1 kg. OM5451 tươi 7.800 đến 7.900 đồng 1 kg. Đại thông 8 tươi 7.900 đến 8.400 đồng 1 kg. RVT tươi 8.400 đến 8.600 đồng 1 kg. ST21 khô 9.600 đến 10.500 đồng 1 kg. Lúa Nhật tươi 7.800 đến 8.000 đồng 1 kg. Japonica tươi 7.800 đến 8.000 đồng 1 kg. Jasmine tươi 7.800 đến 8.000 đồng 1 kg. OM34 tươi 7.800 đến 8.000 đồng 1 kg. Nàng hoa tươi 7.800 đến 8.000 đồng trên 1 kg. Tình hình giá lúa tại Đồng Tháp và Long An như sau. OM18 tươi 7.800 đến 8.100 đồng 1 kg. OM5451 tươi 7.700 đến 7.900 đồng 1 kg. Đại thông 8 tươi 7.800 đến 8.100 đồng 1 kg. IR50404 tươi 7.500 đến 7.800 đồng 1 kg. OM380 tươi 7.600 đến 7.900 đồng 1 kg. BL202 tươi 7.700 đến 7.900 đồng 1 kg. Nít tươi 8.100 đến 8.400 đồng 1 kg. Jasmine tươi 7.800 đến 8.000 đồng 1 kg. ST24, ST25 khô 9.500 đến 10.200 đồng 1 kg. Nàng hoa chín tươi 7.700 đến 7.900 đồng 1 kg. OM34 tươi 7.600 đến 7.900 đồng 1 kg. OM1352 tươi 7.800 đến 7.900 đồng 1 kg. Giá lúa tại Tây Ninh, nàng hoa tươi 7.600 đến 7.800 đồng 1 kg. IR50404 tươi 7.500 đến 7.700 đồng 1 kg. Đài thơm 8 tươi 7.600 đến 8.000 đồng 1 kg. OM1352 tươi 7.800 đến 7.900 đồng 1 kg. OM5451 tươi 7.700 đến 7.900 đồng 1 kg. OM380 tươi 7.600 đến 7.800 đồng 1 kg. OM34 tươi 7.600 đến 7.800 đồng 1 kg. OM18 tươi 7.600 đến 8.000 đồng. Giá gạo tại các chợ lẻ. Gạo nàng hoa chín 20.000 đồng 1 kg. Gạo nàng nhen 30.000 đồng 1 kg. Jasmine 18.000 đến 20.000 đồng 1 kg. Gạo tẻ thường 15.000 đến 16.000 đồng 1 kg. Gạo trắng thông dụng 18.000 đồng 1 kg. Gạo thơm thái hạt dài 19.000 đến 20.000 đồng 1 kg. Gạo hương lài 20.000 đồng 1 kg. Gạo sóc thường 18.000 đến 19.000 đồng 1 kg. Gạo sóc thái 18.500 đồng 1 kg. Gạo thơm
Đài Loan 21.000 đồng một ký, gạo thơm Nhật 22.000 đồng một ký. Chân thành cảm ơn cô chú, các anh chị và các bạn đã dành ra thời gian quý báu để theo dõi hết video này. Xin chào, hẹn gặp lại video sau.